Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Meter. Em biết đấy, bên cạnh Mạc Phàm thường xuất hiện rất nhiều những bóng hồng, từ những bóng hồng gặp trong nhiệm vụ, bạn học, lão sư, thậm chí là cả kẻ địch. Và hôm nay thì mình sẽ nói về một số bóng hồng thường xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm nhé. À, trong này thì sẽ không có hai người là Asa Korea và Đại Tiên Sứ Saga đâu nhé, vì hai người này thì chắc mình sẽ phải làm clip riêng. Ok, trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Người đầu tiên mình muốn nói đến đó là Đường Nguyệt. Cô là lão sư của Mạc Phàm, tuổi thì khoảng 33 tuổi. Cô chủ tu hỏa hệ, phụ tu ám ảnh hệ. Thân phận của cô là thẩm phán viên của thẩm phán hội, cháu gái của chánh án Đường Trung. Chức vị là chánh án Nam Hy Sơn. Cô còn là người thủ hộ của đồ đằng Huyền Xà, Hàng Châu. Cô thường xuyên giúp đỡ Mạc Phàm khi ở trường cũng như ở ngoài cuộc sống, đặc biệt là trong những giai đoạn đầu khi cậu còn nhỏ yếu. Những cuốn tinh đồ cô cho Mạc Phàm giúp ích cậu rất nhiều khi cậu vừa đột phá trung cấp, hay là như linh chủng hỏa hệ mốc viêm của Mạc Phàm cũng là Đường Nguyệt nhường cậu hấp thu. Cô cũng cung cấp cho cậu rất nhiều thông tin về Hắc Giáo Đình cũng như cho cậu sự che chở từ thẩm phán hội. Người tiếp theo mình muốn nói đến đó là Mục Lô Kiều. Cô là đại tiểu thư thiên kim ngàn vàng của Mục gia ở Ma Đô. Cô có thiên phú ma pháp cực cao, thời đại học học cùng Mạc Phàm, ngải đồ đồ ở trung phòng. Trong cuộc so tài của học phủ thế giới, từ đang là thành viên của Trung Quốc quán, tấn thăng thành thành viên của đội quốc phủ Trung Quốc, trợ giúp Mạc Phàm đối kháng với đội quốc phủ Ai Cập. Sau cuộc so tài của học phủ thì chuyển về làm lão sư dạy ma pháp. Tên thường gọi là Kiều Kiều, thiếp tân đại miên áo, dịch ra có ý nghĩa là chiếc áo ấm của Mạc Phàm. Tuổi thì khoảng 21 tuổi, tu vi là siêu giai cấp ma pháp sư. Thế lực gia nhập: Mục gia Thượng Hải, Mục gia Chi Nhất Song Diễm, học phủ Minh Châu ở Ma Đô. Về pháp hệ thì thức tỉnh hệ đầu tiên đó là Mộc hệ, hệ thứ hai đó là Phong hệ, hệ thứ ba đó là Băng hệ và hệ thứ tư thì không được nói đến. Về thần ấn Tán Dương thì cũng không được nhắc đến và hồn chủng thì cũng thế. Người yêu thì là Mạc Phàm. Về học sinh thì là Amati, khế ước thú của Mạc Phàm. Về người thân thì có Mục Chiến Ưng, Mục Lô Hân, Mục Diệp, Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Phi này em rể. Về bạn tốt thì có Ngải Đồ Đồ, Mục Linh Tuyết, Tưởng Thiểu Nhứ, Linh Ninh, Triệu Mãn Duyên. Và tiếp theo thì bóng hồng thứ ba mình muốn nói đến đó là Ngải Đồ Đồ, tên thường gọi là Đồ Đồ, thỏ vú to. Cô có màu tóc là màu trà, màu mắt là màu chanh, chòm sao là kim ngư, xuất thân từ gia tộc Ngải Thị. Về pháp hệ thì thức tỉnh hệ đầu tiên đó là Mộc hệ, lần thứ hai đó là Gia Băng hệ, lần thứ ba đó là Gia Vong Linh hệ, lần thứ tư thì chưa được nói đến. Cô là tân sinh viên Mộc hệ của học phủ Minh Châu, bạn thân của Mục Lô Kiều, xuất thân từ gia tộc Ngải Thị, em gái của đội trưởng Ngải Giang Đồ của đội quốc phủ Trung Quốc. Mấy đời Ngải gia đều làm trong quân đội, là con gái rượu của người đứng đầu Bắc quân bộ, cũng là người khiến cho hắn đau lòng nhất, cho nên mới để nàng tới học phủ Minh Châu học tập, gọi Mạc Phàm là đại ma đầu Minh Châu. Tính cách ngây thơ vô số tội, xòe xòa, dễ bị người khác dụ dỗ, có lúc thì nói nhiều như đúng rồi. Thích ăn nhất là đồ ăn vặt, nhưng do ăn nhiều lên mập lên, cho nên hạn chế nạ. Sau lại ở chung cùng với Mục Lô Kiều và Mạc Phàm, hoàn toàn không có ngần ngại gì khi khoe đôi bồng đào của mình trước mặt Mạc Phàm. Ở trước mặt Mạc Phàm rất là nghịch ngợm, dụ hoặc, sau nhiều lần mới ý thức được không nên làm như vậy. Sau khi không ngừng tiếp xúc với Mạc Phàm, liền biến thành một trong những thành viên của hậu cung của Mạc Phàm, bị Tiểu Viêm Cơ gọi là mẹ bốn. Trong lúc vô tình còn bắt gặp nụ hôn đầu tiên giữa Mạc Phàm và Mục Linh Tuyết, tuyển chọn học phủ mạo danh Mạc Phàm tham gia, kết quả bị bắt nạt. Sau khi Mạc Phàm tìm được nàng cũng đã tha thứ cho nàng, sau đó nhận ra anh trai nàng là Ngải Giang Đồ. Ok, người cuối cùng mà mình muốn nói đến đó là Linh Linh. Tuổi thì khoảng từ 12 đến 15 tuổi, chiều cao là 1m50, có đồng nghiệp là Mạc Phàm, người thân là ông Lội, Bao Lão Đầu, Tống Khải Minh, tiềm nhiệm của Thánh Tài Viện Thần Quan. Chị gái là Lãnh Thanh, hiện tại là chánh án. Phụ thân thì đã qua đời, họ Lãnh, tiềm nhiệm là Liệp Vương. Thế lực tham gia vào thì là Thanh Niêm Nghiệp Sở, thân phận thì là học sinh, địa vị là Thất Tinh Thợ Săn Đại Sư, nơi ở thì là Ma Đô. Bạn tốt thì có là Mục Linh Tuyết, Mục Lô Kiều, Diệp Tâm Hạ, Đường Nguyệt, Du Sư Sư. Về bạn cãi lộn thì là Amati, khí ước thú của Mạc Phàm. Về tọa kỵ thì là Phi Xuyên Nghe Lang, đã tiến cấp thành Hoàng Văn Thương Lang.
phía trên là một số bóng hồng thường xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm. Anh em thấy mình nói sai hoặc thiếu ở chỗ nào, hay cần mình nói thêm một điểm gì thì có thể lại ở dưới phần bình luận giúp mình. Clip của mình đến đây kết thúc, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.